Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một siêu phẩm của Maurice Lacroix. Với cái sản phẩm này thì nó là một chiếc đã qua sử dụng và nó không có hộp. Cái hộp da dài này là hộp của ICS tặng kèm. Và anh em có thể xem cái chiếc này để biết là tại sao mà nó lại là một chiếc có cái giá khá là đắt như vậy. Mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy. Chiếc này là Maurice Lacroix LC6008. Với cái mã hiệu là LC thì các bạn sẽ biết ngay là chiếc Maurice Lacroix này nó sẽ thuộc dòng Les Classic của Maurice Lacroix. Và với cái dòng Les Classic này, chúng ta có những cái đặc điểm như là cái crown này của nó rất là đặc trưng. Và chúng ta sẽ có một cái thân được thiết kế thường thấy ở những cái dòng Les Classic, đó là chúng ta có hai bên lắc được ôm cong và cái thân này của chúng ta được đánh phay xước. Đó là những cái điểm đặc trưng của cái dòng thiết kế này. Và với chiếc này thì nó là một chiếc mà được thiết kế với cái chất liệu là bằng vàng khối các bạn nhé. Chiếc này là được làm bằng vàng AU18K và 750. Và các bạn sẽ thấy ngay là cái chất vàng của nó có một cái gì đó nó khác hẳn so với những cái màu mạ. Đó, nó không quá hồng, nó cũng không quá là vàng. Và chiếc này thì kể cả cái khóa của nó thì cũng là khóa được đúc bằng vàng khối. Và các bạn sẽ thấy ngay là những cái chuyện ở phía trên cái khóa này. Đó, chuyện 750 và chuyện đầu chó ở phía bên này. Và đây là cái chuyện cân của chúng ta. Và có chữ HSB ở đây nữa. Đó, các bạn sẽ thấy ngay. Ở phía dưới thì dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái chuyện đó, như chuyện 750 và chuyện đầu chó ở đây. Các bạn sẽ thấy ngay. Đó, chiếc LC6008 này thì nó có một cái mặt dial hoàn toàn là bình thường, với 12 cọc số và bộ kim của chúng ta, bộ kim lưỡi kiếm. Nhìn nó hoàn toàn là giống như một chiếc 3 kim 1 lịch bình thường. Chiếc này nó đánh chủ yếu vào đó là chất liệu. Và các bạn sẽ thấy ngay chúng ta có một cái niềng kim cương ở phía ngoài đây, rất là đẹp. Và đây là kim cương tự nhiên các bạn nhé. Với cái chiếc LC6008 này thì nó được thiết kế rất là mỏng, và nó có size 40mm. Với cái size 40mm thì anh em có thể gọi là size to với những cái chiếc vàng khối. Thường là những chiếc vàng khối nó sẽ chỉ dao động trong tầm 36-38. Tuy nhiên chiếc này là size 40mm, là nó là size to của vàng khối. Và chiếc này được làm rất là mỏng để phù hợp với anh em mà chưa dùng dress watch. Chiếc này nó chỉ có độ dày nó chỉ khoảng tầm 9mm thôi. Đó, và các bạn sẽ thấy nó khá là mỏng. Tuy nhiên khi mà nhìn ngoài thực tế thì các bạn sẽ thấy nó mỏng hơn, do chúng ta có cái phần này chúng ta vát vào. Đó, còn thực tế chúng ta chỉ nhìn thấy là cái phần này thôi. Phần này thì nó của nó chỉ khoảng tầm 7.5-8mm thôi các bạn ạ. Với chiếc LC6008 này thì Maurice Lacroix đã có một cái thiết kế mặt dial khá là thanh lịch. Với chúng ta có thể thấy ngay nó có hai lòng, với lòng phía trong là một màu trắng, còn với lòng phía ngoài thì chúng ta sẽ có những cái đường giống như đường tròn đồng tâm. Và các bạn sẽ thấy những cái đường này nó là màu silver chứ nó không phải là màu trắng nữa. Với cái thiết kế như vậy nó sẽ khiến cho cái mặt dial nó thêm chút đặc biệt, và các bạn sẽ thấy nó có thêm cái phần bóng bẩy hơn nếu so với việc chúng ta dùng một cái nền hoàn toàn là màu trắng. Đó, logo Maurice Lacroix ở góc 12 giờ và lịch ngày của chúng ta thì ở góc 6 giờ. Đó, dòng chữ automatic ở phía trên, và ở phía ngoài chúng ta sẽ có thêm một cái vòng đếm phút. Cái kim phút của chúng ta dài đến cái phòng này cho nên chúng ta hoàn toàn có thể là xem thoải mái được. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm, và núm này có khắc logo của Maurice Lacroix. Đó, núm này cũng được khía để chúng ta rất là dễ để có thể là lên cót tay, cũng như là để có thể điều chỉnh cái lịch ngày cũng như là giờ. Đó, các bạn sẽ thấy phần thân bên cạnh của Maurice Lacroix LC6008 thì được làm phay xước, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tạm lo những cái vết xước răm. Đó, các bạn có thể thấy ở ngay cái càng lắc này chúng ta có rất là nhiều vết xước răm. Tuy nhiên ở những cái phần này thì chúng ta sẽ không có cái vết xước răm các bạn nhé. Đó, vì chiếc này là một chiếc làm bằng vàng khối cho nên là cái việc mà nó có vết xước là nó cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên là với cái vàng 750 thì nó cũng hạn chế phần nào. Các bạn ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy Maurice Lacroix. Và bộ máy này được Maurice Lacroix đặt là ML155. Chúng ta sẽ có 25 chân kính, và chúng ta sẽ có 28.800 tần số dao động, cùng với đó là khoảng 38 giờ tích cót. Máy này của Maurice Lacroix thì được làm dựa trên máy Celita SW300, một cái mẫu máy rất là mỏng của Celita. Và mẫu máy này được cạnh tranh với ETA 2892 và 2893. Với cái máy SW300 cao cấp này thì về cái độ chính xác cũng như bền bỉ của chiếc Maurice Lacroix LC608 này là hoàn toàn ok, không có gì phải bàn cãi các bạn nhé. Phía sau thì chúng ta sẽ có những cái dòng chữ như là Swiss Made, và chúng ta sẽ có cái Water Resistant. Đó, các bạn sẽ thấy dòng chữ Gold 18K ở đây và logo Maurice ở đây.
cùng với đó là những cái chuyện đầu chó cũng như là chuyện 750 ở đây các bạn nhé. Đây là LC608 là mã dòng, và chúng ta sẽ có cái dòng serial number ở đây. Tuy nhiên là nó cũng khá là mờ rồi. Đó, các bạn có thể thấy là AT15067. Với cái dòng với cái chiếc này thì khách hàng của mình cũng đã sử dụng khoảng cũng tầm 5-6 năm rồi. Và chiếc Maurice Lacroix này thì nó có cái mức giá nó dao động trong khoảng tầm 4.500 cho đến 5.000, vì nó chất liệu của nó vẫn hoàn toàn là bằng vàng khối và nó có kim cương tự nhiên. Quay trở lại với cái khóa thì ở trên cái khóa này của nó cũng được làm bằng vàng khối, cho nên là các bạn cũng sẽ thấy đầy đủ những cái chuyện ở trên này, ví dụ chuyện 750 HFB, và cùng với đó là cái chuyện cái này là chuyện đầu chó ở phía bên trái, và chúng ta sẽ có cái chuyện cân tiểu ly ở phía bên phải này. Đó, khóa này được làm rất dày và anh em hoàn toàn có thể yên tâm là khóa này không có vấn đề gì và không bao giờ nó gãy được. Đó. Với một chiếc đồng hồ vàng khối thì cái việc mà sử dụng size 40 như chiếc này là gọi là size lớn, và chúng ta bây giờ anh em chúng ta dù trẻ hay là già chúng ta vẫn có thể đeo chiếc này rất là thoải mái, và anh em có thể tự tin là với cái chiếc đồng hồ vàng khối này thì nó sẽ rất là đẹp khi mà chúng ta đi tiệc, cũng như là với cái niềng kim cương này của chúng ta thì nó sẽ sáng lên rất là tuyệt vời. Đó, trên đây là cái review qua về chiếc Maurice Lacroix Solid Gold LC608. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của ICS.